Oh my god, một cái hộp quà siêu to khổng lồ. Ui, chạy 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 kìa, chạy kìa. Ô mày chạy, mày chạy mày, đứng lại mày, mày này. Chết đi, mày đứng lại, mày hả mày? Rồi ok. ok và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã đến với một video mini quà mới của mình nha. Yeah. Ui Sam ơi, Sam. Đằng sau lưng mình có hộp quà kìa, đằng sau lưng mình có hộp quà nè. Đập. Mày. Ủa nó dễ thương mà, đập nó làm gì? Dễ thương gì bà dễ thương, cái này là hộp quà, mình phải đập nó ra để mình lấy quà, hiểu không? Đập mày ra nè. Mày hả mày? Đó, hiểu không nè, tôi lụm được cái chữ B này nè. Ok bạn ơi, thì hôm nay mình có mời đến một YouTuber vào trong đây quay video cùng với mình. Xin hiểu mấy bạn, đó chính là Sammy Noob. Ta da. Yeah. Hello, chào mọi người hello. Đi. Chào hello đi. Hello mọi người. Thì hôm nay nè mình có mời Sammy đến đây để quay clip cùng với mình. Thì hôm nay các bạn biết chúng ta sẽ chơi mini game gì không nào? Thì đây mình sẽ giới thiệu anh em nha. Hiện tại là mình đang ở trong một con map gọi là map sinh nhật 4 tuổi của Mini World bạn ơi. Và trong con map đây nè, nó sẽ có được những cái hộp quà biết di chuyển. Đây bạn xem nè. Đâu rồi ta? Đây. Bên đây có một cái hộp quà, thấy không? Đây cái hộp quà nó biết di chuyển nè. Và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ quýnh cho cái hộp quà này. Ủa nó đâu rồi? Nó biến mất luôn rồi. Ui, trời, thấy không? Luôn. Những cái hộp quà này nó chạy rất là nhanh luôn. Và nhiệm vụ của các bạn phải dí theo nó, giết nó để các bạn lụm được những cái chữ nè, đó thấy không? Những cái chữ nè. Đó, sau khi mà có được những cái chữ này á thì các bạn sẽ leo lên trên gọi là sao ta? Cái tấm bảng nè, Sammy có thấy tấm bảng này không? Đấy. Đó, Sammy lích chuột trái vào nó. Đó, là nó sẽ ráp cái chữ vô. Đó, ráp đến khi nào được cái chữ Happy Birthday á thì Sammy sẽ được điểm, thấy không? Đó, tôi được một điểm nè, thấy không? Wow. Rồi ok bạn ơi, mấy bạn đã hiểu trò chơi chưa nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ gọi là đi giết những cái hộp quà nè. Đó, giết những cái hộp quà này để chúng ta gọi là lụm những cái chữ và chúng ta ráp thành một chữ Happy Birthday chúc mừng sinh nhật cho Mini World. Và trong cái lúc chiến đấu á, các bạn có thể giết luôn cả cái người chơi kia luôn. Này, giết Sammy. Mình sẽ giết Sammy. Mình sẽ lấy cái cây này mình đập đầu Sammy nè, đập đầu bà luôn nè. Đó. Thấy không? Sammy chết là Sammy sẽ làm rơi ra mấy cái chữ này đó, hay là mình lụm luôn. Bạn hiểu chưa nào? Ok. Và trước khi vào video này á, các bạn đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình để giúp cho mình có động lực làm thêm những video mới cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì vào video hay nói bạn ơi, let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là đi vòng đây để kiếm mấy cái hộp quà này, thấy không? Ui nó chạy kìa. Đứa này, ôi mày chạy hả mày? Mày chạy nè, chạy đi, tao quýnh mày chết luôn rồi con. Đó thấy không? Rồi, mình lượm được một chữ Y rồi nè. Rồi để mình lên mình ráp vô thử nha. Đó, mình ráp một chữ Y nè, mình được một điểm rồi nè bạn ơi. Đó, ghê chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm những cái hộp quà khác nữa nha. Không biết là Sammy bên đội nào ta? Sammy ơi, bạn bên đội nào vậy? Tôi bên đội xanh. Bên đội xanh hả? Ok. Ui Sammy cũng được một điểm luôn kìa, ghê. Nhưng mà khoan nha, tôi nói nha, là ráp được hết nguyên cái chữ Happy Birthday là mình sẽ được 15 điểm luôn á, nhiều lắm luôn á. Ôi có hộp quà nè, hộp quà này là chữ R. Ok, để mình đập nó nha. Mày hộp quà mày nè, chết đi. Ok rồi, lấy được rồi nè. Ui có một chữ T đó nè, đập luôn. Mày, tao đập mày răng xuống dưới luôn. Mày hả hộp quà? Ok. Đây mấy bạn ơi. Tôi được 2 điểm rồi nè. Tiếng tiền. Gì 2 điểm luôn hả? Ghê vậy. Biến Sammy thành con bò luôn nè. Đánh. Đứng lại. Không được chạy. Chạy hả? Dí heo quýnh. Đứng lại. Chạy ra cho khoan. Chậm lại. Ok, chậm lại rồi. Không chạy được nữa đâu. Quýnh à. Đưa chữ đây. Đưa hết chữ đây nhanh lên. Chạy ra cho khoan. Không có chữ. Không có quýnh được. Ok thôi, tha đó, tha cho lần này á. Ok rồi. Rồi, mình sẽ đập cái hộp quà tiếp nha. Mày hả mày? Ok rồi. Lượm được thêm có chữ Y nè. Từ nãy giờ mình không kiếm được mấy chữ khác ta. Chữ bờ nè. Ok, lượm đập nó. Sammy nướp lắm bạn ơi. Sammy không dám quýnh mình đâu. Tại vì á mình là con trai mà. Trời ơi, mình con trai mình mạnh lắm. Sammy không quýnh lại mình đâu. Rồi, ok. Rồi, ok, lượm được thêm chữ nữa nè để mình lên coi. Đội này màu đỏ đúng không? Rồi ok, ráp vô. Mình còn thiếu một chữ H nữa bạn ơi. Đó, tôi được 3 điểm rồi nè, thấy ghê chưa? Nhanh vậy? Đó, tôi còn thiếu chữ H nữa thôi là tôi ráp được chữ Happy Birthday nè, tôi lên tôi kiếm chữ H rồi. Sammy nhìn ở trên đầu của mấy cái hộp quà, Sammy sẽ thấy được mấy cái chữ á. Thấy mà. Chữ H, đây là chữ R nè, không phải. Tôi kiếm thêm chữ H nữa, cái này là chữ T nè, cũng không phải luôn. Còn thiếu một chữ H nữa là ráp thành chữ Happy Birthday rồi. Mà chữ H đâu ta, khó kiếm bây giờ, đâu để mình leo lên lầu mình coi. Không biết trên lầu có chữ H không ta?
Ôi đây này đây, đây thấy rồi. Mày có chữ H mà. Mày hả chữ H? Mày chạy khác, cái hộp quà nó màu đỏ bạn ơi. Yeah. Ok, mình đã quýnh nó được rồi. Ok, nhảy xuống. Rồi ok, để coi. Cái nhà của mình nằm đâu ta? Để mình về mình ráp thành chữ H đi bên đây coi. À đây bạn ơi, mình thấy nhà của mình à, giờ mình sẽ quay về nhà của mình để mình gọi là ráp cái chữ H vô nữa là mình sẽ được happy birthday luôn nha. Đó. Ok ok, để mình ráp thử nè. Ráp chữ H vô nè. Đó, tôi được đủ cái chữ happy birthday rồi nè, tôi được 14 điểm luôn rồi nè. Sammy mới được có 2 điểm thôi hả bạn ơi. Trời ơi liu. Trời ơi. Tôi ráp là được 14 điểm mà. Ờ thì Sammy cứ ráp đi, nhưng mà tôi được 14 điểm rồi nè, Sammy mới được có 2 điểm thôi. Sammy là gọi là dở hơn mình rồi bạn ơi. Ok rồi, mình sẽ tranh thủ mình đi, mình kiếm mấy cái chữ mình ráp cho tiếp nha. Ui, Sammy cũng được 13 điểm luôn kìa. Ủa Sammy gần bằng điểm mình rồi. Trời Sammy nhanh đó nha, cũng nhanh đó, cũng ghê đó nha. Ok rồi. Mà nhanh rồi. Mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổi chiến thuật, mình không đi đánh mấy cái hộp quà nữa, mà mình sẽ chờ cho Sammy lụm được mấy cái chữ xong mình vô mình giết Sammy mình lấy hộp quà. Như gì ăn quà không chơi gian vậy? Ăn gian gì mà ăn gian. Ha Sammy kìa. Đứng lại. Chạy ra cho thoát, chạy ra cho thoát. Đừng có gian. Đi ra, ai cho lắp. Rồi lụm luôn chữ luôn rồi chạy. Đừng lại. Ủa, cái này người ta yêu cầu là phải chơi quýnh nhau mà. Ấy da, ôi Sammy chọi mình đấy bạn ơi. Ấy da, Sammy quýnh tôi hả? Sammy quýnh tôi hả? Cho Sammy chậm luôn nè, chậm đi. Ôi, trời hụt ơi. Sammy, tha cho tôi lần này đi sao? Tha tôi lần này. Ấy da, rồi Sammy biến mình thành con cù rồi, trời. Không được. Chạy mấy bạn ơi, chạy. Ơi, đừng có dí tôi nữa mà, tôi không làm gì đâu, đừng dí tôi nữa. Ok, tôi chết, mình đã có nhiều chữ lắm mấy bạn ơi, mình mà chết là Sammy lụm hết của mình luôn á. Đúng rồi, mình cho nhà mình lắp vô hết là được gì. Ok, chạy. Sammy rồi. Sammy ơi, tôi đang ở nhà tôi nè, bà leo nó làm gì ạ? Okay, tôi đi lấy chữ. Ok, lắp nè. Lắp chữ vô nè. Đó. Ồ, tôi được 17 điểm rồi nè, ghê chưa? Sammy mới được 13 điểm thôi, Sammy sắp thua tôi rồi. Ông chơi gian ai tìm chị ông, tôi không chấp mấy người như ông. Ok. Không chấp. Rồi xong rơi xuống dưới luôn. Ok chạy. Ôi Sammy dở quá. Cái trò này là phải đánh nhau hiểu không? Sammy không đánh nhau là để người ta đánh Sammy là cũng vậy à. Ok, đánh hộp quà nè. Mày hả hộp quà. Ok, có được thêm chữ H nè. Ok, về ráp vô cái nữa là mình sẽ được đến tận gọi là 20-30 điểm luôn. Quá chơi điểm luôn các bạn ơi. Ok, để về nhà lắp vô nha. À, lắp vô nè. Bùm. Đó, 28 điểm. Hơi bị nhiều điểm rồi nha. Sam được bao nhiêu điểm rồi? Sam mới được có 13 điểm thôi. Sam thật là yếu đuối. Ơi, Sam kìa các bạn ơi. Sam kìa. Để mình vô mình quýnh Sam nha. À, Sam đâu? Mới thấy đây đâu rồi. À, chạy kìa mày ơi, chạy. Đứng lại. Không được chạy. Rồi, Sam mới chạy nhanh quá các bạn ơi. Ôi, chạy nhanh dữ ha. Ok, để mình. Trời ơi, lắp vô kìa. Đang chở gì vậy? Chở gì vậy? Lầm hết chữ luôn, hết chữ. Ê, quýnh nhau không? Thôi quýnh nhau không? Sam nè. Thôi, nhường á, trả nè. Ê, nhường em à. Tôi nhường, trả. Đứng lại, tôi thành thôi. Ây da, đừng quýnh tôi. Ây da, rồi xong chết tiệt. Ok đó. Ôi, tính ra tôi kêu tôi nhường bà, tôi trả lại chữ cho bà, sao bà vẫn quýnh tôi vậy? Bây giờ tôi hận, tôi đánh được không? À ok, hận luôn hả? Rồi, ok. Thì nói chung á, sẽ có rất là nhiều bạn gọi là fan của Sammy sau khi xem cái video này sẽ nói mình là tại sao anh lại quýnh chị Sammy. Anh thật là quá đáng lắm luôn á, kiểu nhưng mà mình nói với các bạn nha, cái game này á bắt buộc chúng ta phải đánh nhau để chúng ta giành lấy mấy cái chữ để giành chiến thắng, các bạn hiểu không? Đó. Chứ từ trước giờ mình chơi game chung với Sammy, mình nhường Sammy nhiều rồi, cho nên là lần này mình không nhường nữa đâu. Lần này mình không nhường nữa để mình giành chiến thắng các bạn ơi. Đó. Ok, đặt hộp quà. Mày hả mày? Ok rồi. Đó, bên đây còn nhiều các bạn ơi, mình sẽ lắp cho mình được đến tận 100 điểm luôn để cho Sammy gọi là sợ Sammy thua mình luôn các bạn ơi, chứ Sammy làm sao mà thắng mình được. One hour later. Tôi còn một chữ hát thôi, không cho tôi. Đứng lại, chạy đâu cho hát. À, Sammy đang tính lắp chữ vô các bạn ơi. Biến thành con gà đi. Ok, biến thành con bò đi. Biến Sammy thành con bò các bạn ơi. Chạy đâu, tính làm gì? Biến thành con bò đi. Sam nè. Lụm được chữ rồi, chạy bạn ơi. Đưa gì? Sam cũng phải bị chậm, Sam không có giết được tôi đâu. Tôi biến cho Sam chậm luôn. Không có giết được tôi đâu. Không giết được đâu, tôi đâu. Ok rồi, giờ tôi đem mấy cái chữ tôi về tôi lắp cho nhà tôi. Đưa chữ hát đi.
Không, không đưa. bây giờ muốn tôi đưa đúng không? Giờ muốn tôi đưa đúng không? Xuống đây. Không này. Xuống đây đi, xuống đây tôi nói nghe nè. Bây giờ đi. Đi tôi đưa cho. Không. Đi. Không. Không, thôi tôi giờ tôi lắp vô nhà tôi. Dạ, rồi, đưa đây. Không phải dạ mà phải là mày đúng giống mấy đứa con nít đó. Rồi, nói đi, phong cận đẹp trai nhất hành tinh, nói đi. Phong cận xấu trai nhất hành tinh. Tào lao, phong cận đẹp trai. Phong cận đẹp trai. Ok rồi, đưa nè. Đó, ủa, đưa không được ta. Ủa, ơi không đưa được ơi. Đưa cái đây. Không đưa rồi. Ai da, không đưa. Không đưa được. Ai da, rồi xong, quýnh mình chết luôn rồi các bạn ơi. Gì đâu, chơi dữ vậy, từ chứ làm gì mà quýnh ta dữ vậy. Ok. Em quýnh tôi bảy lần rồi, Phong, điểm coi. Thôi không sao bạn ơi. Mày hả mày? Ok, lụm vô. Hỏi mình đã nhặt được rất là nhiều chữ luôn các bạn ơi. Ui, Sammy được 30 điểm luôn rồi. What the hell? Cái gì nhanh vậy? Chơi 30 điểm luôn vậy, chửi tôi nữa chứ. Ok, ai không sao chưa? Mình về mình lắp vô cái là mình thắng liền vậy. Mình đang được 28 điểm, mình thua Sammy có 2 điểm thôi chứ nhiều. Ok. Về lắp chữ vô nữa là win nè. Lắp vô 31 rồi. Tôi cũng 31 điểm rồi kìa. Đừng đùa. Ủa, ok. Đó, còn có 1 phút 30 giây nữa kìa. Làm sao làm thắng đi. Ui, còn thiếu chữ gì? Chữ H. Nhanh lên. Trong vòng 1 phút 30 giây phải kiếm được chữ H. Nếu như kiếm được chữ H thì mình sẽ giành chữ H. 30 giây. Cố lên. Chữ H. Đây nè. Quýnh H. Ok, chữ H nè. Đập cái hộp quà chữ H nè. Ok, làm được chữ H chưa? Làm được rồi. Chạy về nhanh lên bạn ơi. Nhanh lên. Nhanh lên, lắp vô, nhanh lên. Đây rồi. À, cách còn mấy chục phát thôi. Ủa đâu? Mình còn thiếu một chữ T nữa. Một chữ T. Có ai có chữ T không? Cho tôi xin chữ T đi. Thấy rồi. Điều thám nghe rồi. Tôi còn thiếu chữ T. Có ai có chữ T? Ở đây, chữ T đây. Thấy rồi. Đứng lại mày. Chữ T đứng lại. Chữ T đừng biến mất nha chữ T. Ok, làm được chữ T rồi. 40 giây nữa. Ủa đâu rồi ta? Chạy nhanh lên. 30 giây nữa. Lắp vô nè. 43 điểm rồi. Ok. Mình phải lắp thêm nhiều chữ vô. Mình đang có rất là nhiều chữ, lắp vô luôn. 44 điểm, Sammy mới được 42 điểm thôi. Sammy chỉ mới được 42 điểm thôi. Sammy vẫn chưa bằng điểm tôi đâu. Ok, lụm thêm chữ nè. Lụm thêm chữ, mình lắp thêm vào bạn ơi. Nhanh lên. Ồ, 45, Sammy mới được 44 điểm thôi. 5 giây nữa. 5, 4, 3, 2, 1. Win. Yeah. Mấy bạn ơi, mình được 45 điểm, Sammy được 44 điểm. Có nghĩa là mình hơn Sammy 1 điểm. Mình đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Yeah. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình với lại Sammy đã gọi là chơi xong cái trò mini game đặt quà rồi. Thì mình đã giành được chiến thắng rồi bạn ơi. Ôi Sammy thua rồi bạn ơi, thôi có gì đâu buồn. Thua 1 điểm, trời ơi, ta nói nó nhục gì đâu mà nhục. Thôi không có gì đâu, không có gì đâu, tôi biến thành con cừu rồi đó. Xong là tôi lấy cái búa đập đầu mà. Tôi đập đầu cho chết luôn, Ê, bạn nha, đừng đánh tôi, tôi xin lỗi, đừng đánh tôi. Ok bạn ơi, thì mình nghĩ rằng video này cũng đã dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để lại cho mình một like nè, một share nè. Và nhớ mình nấp subscribe, đăng kiếm hội cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau đạt được 1 triệu subscribe anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của bạn gái của mình, chính là Sammy Đào, để đăng kiếm hội cho Sammy Đào, để giúp cho Sammy Đào đỡ buồn nha bạn. Bởi vì Sammy Đào đã thua trận này rồi. Sammy Đào buồn không? Ê, tính ra là mình mới hỏi có buồn không, cái là khóc liền luôn bạn ơi. Diễn hay ghê á trời. Ok, và các bạn cũng đừng quên là hãy đăng ký hộ cho thành viên của Hero Team đó nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu và đẹp vãi đôi. Tạm biệt.